Hôm nay mình sẽ có cho bên ngắn là suy nghĩ của họ hiện tại dành cho bạn là gì và diễn biến tiếp theo câu chuyện tình cảm này như thế nào. Ok, kết nối năng lượng với người ấy của các bạn. Mình nhìn thấy năng lượng của họ là họ đang suy tư khá nhiều về mối quan hệ này, cũng nhen nhóm nỗi nhớ, nhưng là cái niềm suy tư nhiều hơn là nỗi nhớ. Và trong quá khứ họ đã từng rời bỏ bạn ha, họ đã từng xa lánh bạn nè. Đây là quá khứ của họ nè. Quá khứ họ đã từng giận dữ hai bạn, có những cái vấn đề không hiểu ý nhau thôi, và cả hai cảm thấy mệt mỏi và áp lực, nhất là phía đối phương. Và vì thế mà họ cũng một phần gánh vác cái trách nhiệm là phải cam chịu thêm cái tính cách của các bạn. Tính cách của các bạn ở đây là có thể là bạn bị nhạy cảm quá. Số bạn mình nghe thêm cái từ là dù khi bạn cũng hơi bánh bèo với người này, tại vì bạn biết rằng bạn đã từng tổn thương trong quá khứ, và bạn xem người này là một người mà bạn tin tưởng thêm lần thứ hai, thứ ba. Cho nên vì thế mà bạn sử dụng cảm xúc thật sự của mình, bạn cố gắng chữa lành bằng cách là bạn thể hiện cảm xúc thật sự ra ngoài á. Và chính vì cái điều đó là làm họ cảm thấy là mệt mỏi, áp lực á nha. Bạn nói những cái lời nói, những hành động mà làm cho họ cảm thấy nè, tại sao cái gì cũng hay nghi ngờ, hoặc là cũng hay trách móc họ một cách kiểu khéo léo, trách móc họ nó trắng trợn ra bên ngoài luôn nha. Từ năng lượng ở trong này mình thấy cái năng lượng chính ở đây là họ cảm thấy là mệt mỏi và muốn rời xa nha. Cái này là năng lượng quá khứ của các bạn ha. Ok, và bây giờ đến năng lượng hiện tại. Năng lượng hiện tại của họ, suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc của họ hiện tại cho các bạn như thế nào. Cái này trả bài ngắn cho các bạn nên mình sẽ nói nhanh gọn các bạn nha. Ok, họ đã dần hiểu được ra rằng là cái mối quan hệ này sẽ giúp họ cái đây khai sáng cho họ từng ngày á chứ. Cái mối quan hệ này mình thấy khá là có chiều sâu và có chiều, cái chiều rộng, chiều mở luôn các bạn. Rồi, thêm lần cuối cùng nha các bạn nha. Ok, và người này bắt đầu cảm thấy giải phóng được những cái tắc nghẽn bên trong họ, họ hiểu ra cái vấn đề. Nhưng mà mình vẫn cảm giác rằng người này cũng chưa hiểu hết vấn đề đâu. Nhưng mà khi mình nghĩ về bạn á, họ cảm thấy là có những gì đó tự hào về bạn rất là nhiều, và không nghĩ rằng họ sẽ có thể quen bạn, quen một người á mang lại cho họ khá nhiều cung bậc cảm xúc, yêu buồn, thương ghét. Bạn được thể hiện ra ngoài mặt mà. Cho nên chính vì thế mà họ chưa từng trải nghiệm một cái hình thức như thế này trước đây. Hình thức ở đây là một người có tính cách như thế. Đôi khi bạn hơi bị đa tính cách. Đa tính cách này sớm nắng chiều mưa, trưa âm u, giông bão gì đó, nó khá là nhiều. Vì thế mà họ kể, có nghĩa là quen mình bạn thôi, một mình bạn thôi, mà người này hơi bị líu lưỡi như các bạn năng lượng của họ nha. Một mình bạn thôi, nhưng mà họ vẫn cảm thấy rằng có thể là gần như là quen một lúc 10 người vậy đó. Một mình bạn thôi đó là bạn ôm sâu hết luôn đó. Cái phía người này thật sự hiện tại rất muốn nói nhiều với các bạn, không biết nói làm sao, cho nên bắt năng lượng của họ mình muốn nói rất nhanh, là cảm thấy là khó để trình bày được cái ý của họ, hơi bị líu lưỡi. Người này bị tắc nghẽn trong số 5 ở cổ họng á nha. Rồi, số của họ thì dành cho bạn là rất là cảm thấy là được giải phóng, tuy nhiên vẫn còn ức hận ở trong này một xíu nha. Vẫn còn vẫn cảm thấy là nhớ những cái chuyện buồn về các bạn, không phải là họ hận các bạn, họ trách móc gì đâu. Nghĩa là họ biết rằng bên trong của họ chưa ổn, và chính vì thế mà họ giữ cái mối quan hệ này hiện tại là như thế thôi. Như thế ở đây là họ chỉ đơn giản rằng để cho nó bình yên. Nếu như ngưng kết nối, không nói chuyện với nhau thì vẫn tiếp tục là như thế trong một khoảng thời gian nữa đi. Tại vì hiện tại thì người này cũng chưa có muốn khuấy bất di động rừng. Ở đây là muốn làm lại một cái gì đó với các bạn, như ngưng kết nối. Nhưng mà nhìn thấy đa số trong này á, các bạn có nói chuyện với nhau nữa thì vẫn chưa có thật sự là chữa lành hết. Nhất là phía của họ cho chữa lành nha các bạn. Chỉ khi nào đến một khoảng thời gian tiếp theo thì mình thấy là họ được giải phóng tất cả, được chữa lành tất cả những cái tắc nghẽn bên trong của họ, về buồn vui, mừng giận gì đó với các bạn, về những cái gì đó nỗi niềm cuộc sống của họ phải giải quyết hết, những công việc, những đời tư cá nhân, thì khi đó họ mới có thể là có sức chịu đựng được cái mối quan hệ này. Chịu đựng ở đây là họ sẽ mất đủ tự tin, đủ cái mạnh mẽ để mà tiến đến với các bạn. Và mình nghe thêm từ đó là
họ thấy bạn là một gì đó nó nhung nhung gấm lụa là lắm, có nghĩa là bạn toát lên khí chất nó vừa kiêu sa sang chảnh, nhưng mà cái sang chảnh này là rất là mềm mại. Họ càng hiểu về bạn sau những cái lần mà hơi drama xảy ra thì họ càng thấy là bạn thực sự là mang đến sự hoàng gia quý tộc, nhưng mà mềm mại ôn nhu. Nhưng mà cái năng lượng của bạn có một cái phần là nó ôn nhu lắm, rất là khác so với bạn thể hiện ra với họ nha. Mà từ từ cái người này phải chiêm nghiệm ra, và đó họ đang trên quá trình, trên con đường chiêm nghiệm ra cái năng lượng bạn với họ như thế nào. Hả? Nhưng mà mình thấy là cũng khoảng thời gian nữa thì người này mới có thể chiêm nghiệm được cái vấn đề đó với các bạn ha. Bây giờ mình sẽ đọc suy nghĩ của họ cho các bạn thông qua những cái lá bài ở đây nha. Rồi, mình thấy là trong cái thời gian trước đó khi mà quen bạn á, họ thật sự phải trải qua một cái bước ngoặt trong cái tiềm thức của họ, trong cái đời sống về tâm linh và tinh thần của họ chính mình, và vì bạn trigger thêm lên, nặng nề thêm lên đó, cho nên giúp họ nghĩ là cái bóng tối linh hồn của họ nó đến nhanh hơn mọi khi là nhờ các bạn góp phần vô nữa. Và chính cái điều này á, nghĩa là nó gọt bỏ sạch sẽ những gì đó không còn phù hợp với họ luôn, tại vì con người này rất cố chấp. Các bạn thêm vào gia vị cho họ, nghĩa là rất cay hoặc rất đắng trong cái món ăn của họ đang ăn á. Họ cố chấp, họ biết cái món ăn nó không hợp rồi họ vẫn ăn, vẫn cố ăn, vẫn nuốt vô cô đấm ăn xôi, thì bạn đến như một cái làn gió vừa mát nhưng mà lại vừa rung rét, và cảm thấy sợ hãi. Tại vì thế mà họ trải qua đêm đêm tinh hồn đấy thôi. Rồi để xem cái suy nghĩ của họ như thế nào. Ôi giời ơi, đây rồi các bạn ơi, tôi muốn có bạn, thấy chưa? Người này hiện tại đang muốn có đây, họ muốn có những cái năng lượng. Họ không hiểu vì sao nha, người này chưa, mình nghĩ là chưa hiểu được các bạn đâu. Người này á, họ chưa hiểu được năng lượng của các bạn, là không hiểu vì sao mà mỗi lần còn gần bạn cảm thấy bình yên, nhưng mà hoặc là mỗi lần không biết vì sao mà cãi vã các bạn xong, hoặc là xích mích với các bạn xong, hoặc là ngắt kết nối thời gian rồi, thì tự nhiên vẫn cảm thấy là ô, cái người này xem thật sự mang đến cảm giác bình yên nha. Và thật sự đôi khi người họ ngờ ngợ từ từ nha, thôi ngờ ngợ dần dần rằng có những giấc mơ về bạn, về mang đến sự bình yên, và dường như có gì đó khai sáng từ phía trong trong một các bạn. Họ nhìn thấy các bạn thực chất là một cô bé rất là dễ thương, rất là ngây ngô, là một người rất là thư sinh nhẹ nhàng. Chỉ là bạn nhiều tổn thương nhưng bạn mới có thể hiện con người như gai góc như hôm nay thôi. Đó như thế. Rồi suy nghĩ của họ, họ vẫn muốn bạn lựa chọn. Lựa chọn ở đây là họ, nếu như trong mối hệ mà với họ bạn có thể thấy họ hay hỏi ý kiến của bạn, rất hay hỏi ý kiến của bạn, hoặc là thấy chiều theo ý của bạn, thì bây giờ nếu như hiện tại họ vẫn giữ cái tâm thế là vẫn chiều theo ý của bạn nha, vẫn chiều theo ý của bạn thôi, và họ nghĩ rằng chúng ta nên chậm lại, thấy chưa, bạn thấy chưa, có nghĩa là người này muốn rằng mối hệ này nên chậm là đi từ từ thôi đó, tại vì họ muốn chiêm nghiệm nhiều hơn và họ muốn giải quyết một số thứ trong cuộc sống của họ nhiều hơn. Không có vấn đề gì mà phải gấp rút nhanh để kiểu là xoay hỏng bỏng không các bạn, hoặc là nó nhanh ấy quá, nghĩa là người này á có một cái chiều sâu rồi, mà họ họ nhìn lại bản thân của họ, họ đang trên đường nhìn lại bản thân của họ, quan sát lại những cái hành động, những cái lời nói, những suy nghĩ của họ như thế nào, là các bạn á. Rồi xem cho nên họ mà ngưng đương tương tác, bớt nói chuyện với các bạn là có lý do cả nha các bạn. Và người này cũng muốn nói rằng bạn mang đến gì đó, điều gì đó rất kỳ diệu, rất kỳ diệu cho họ, rất kỳ diệu, rất kỳ diệu. Và họ biết nha, họ biết tình yêu rồi chăm sóc họ, nhưng mà thật sự là chưa đâu, tại vì cái lá cuối cuối ở này á, họ mới biết được cái điều đó. Họ ngờ ngợ rồi, mình cảm thấy cái năng lượng của họ là nếu như hiểu như bạn 10 phần á, là cái mối quan hệ này tâm linh á, thì họ cũng hiểu ngờ ngợ rằng được là tầm 5 phần nha các bạn, tầm 5 phần, một nửa, mất một nửa thôi, chứ chưa chạm đỉnh được đâu. Chưa chạm đến đỉnh điểm cao 100% là họ hiểu về các bạn hoàn hoàn toàn hẳn hoi đâu nha. Rồi, lát cuối nào. Đó. Làm ơn cho tôi thêm thời gian hả?
tại tôi muốn trở lại với